Em chào cả nhà nhé. Phiên trưa của ngày 27 tháng 12 năm 2022 thì hôm nay em sẽ lên xả toàn bộ vườn nhé. Còn gì thì bán đấy. Số điện thoại liên hệ đặt hàng ở bên nhà em là 0981 550 768. Địa chỉ vườn lan là ngõ 941 đường Trần Huy Liệu, thành phố Nam Định ạ. Hôm nay thì em sẽ lên xả cho bác toàn bộ những hàng Denso này, Vanda này, trầm giống đỏ, hàng cây giống, nhạn Thái, đa châu Thái nhé. Sau đây thì em sẽ đi lên báo giá chi tiết từng cái mặt hàng mà em xả nhé. Xả sập sàn lô đa châu hoa muộn của nhà em này. Trời ơi, 300.000 một combo 4 cây như thế này, bao ship đến tận tay các bác luôn. Và hàng đủ màu cho mọi người lựa chọn nhé. Cây thì nó hơi bị lỗi lá một tẹo, có thể là bị mất lá chân, hoặc là lá nó hơi bị sứt sẹo một tí như thế này nhé. Đây này, những cái vết lỗi này nó đều đã khô xe hết miệng rồi nhá. Cái hàng này đảm bảo cho các bác luôn là mọi người mua trên thị trường không bao giờ có giá dưới 120.000 nhá. Đấy, em nói luôn đi ạ. Bảng màu của nó này có đầy đủ màu luôn nhá. Vì cái này nó là hàng xổ số cho nên là em sẽ chỉ chọn tương đối được cho mọi người thôi, chứ không chọn chính xác 100% nhá. Chọn tương đối cho các bác được khoảng tầm 80% nhá. Rất rất là nhiều màu luôn. Các bác thích màu nào thì các bác báo em chọn tương đối cho mọi người, tương đối chuẩn đi ạ. Cứ một combo 300.000 là các bác sở hữu được 4 cây trâu. Hàng này về mọi người trồng chậu cũng được, mà ghép lũa cũng được nhá. Ghép lũa thì các bác cắt cho em cái chậu đen này ra thôi. Đây, một chậu một cây nhá. Hàng này thì nó chưa có hoa đâu cho nên là em gọi nó là hàng hoa muộn nhá. Thật ra những cái cây nhỏ nhỏ như này các bác không nên chơi hoa. Mình để mình dưỡng cho cây nó có lực, năm sau mình chơi cho nó khỏe cây nhá. Mitsu hoa trắng tím các bác nhá. Hàng đẹp cực kỳ luôn. Đây mọi người nhìn cho em, lá tròn xoe luôn này. Cái hàng này thì em chia sẻ đến các bác 1kg với giá là 380.000. Em bao ship đến tận tay cả nhà luôn. Và hàng hiện tại bây giờ là có cây đang có nụ, có cây thì chưa nhá. 1kg này thì nó cứ dao động 3 đến 5 cây hoặc là 5 đến 7 cây. Đây, những cái hàng mà 3 5 cây thì cây nó sẽ như thế này nhá, nó tương đối như thế này. Còn cái hàng 5 đến 7 cây thì nó sẽ nhỏ hơn. Đây nụ này mọi người nhìn này. Nụ thì bây giờ nó mới chỉ hơi hé hé hạt gạo thôi. Cái này thì các bác làm cho em một mã này về các bác gắp trụ cho em, đẹp cực kỳ luôn. Đây cây đây. 380 cân cả nhà nhá. Các bác lấy hàng gọi là hàng nhỡ đi thì là được khoảng tầm 3 cây một cân. Còn cái hàng nhỏ thì là dao động 5 đến 7 cây nhá. Nụ này. Hiện tại là bây giờ không phải là 100% cây nào cũng có nụ, mà nó chỉ được khoảng tầm 80% cây đang có nụ thôi nhá. Hàng em bao đẹp cho cả nhà nhá. Còn cái này thì chỉ có một cái lưu ý nho nhỏ là vì nó là cái hàng rừng bóc. Nói chung là tất tần tật những cái hàng bóc trụ ấy ạ, thì cái lá chân của nó sẽ không bao giờ nó được đẹp đâu. Lá chân nó sẽ không bao giờ được đẹp nhá. Đấy là em nhấn mạnh luôn cho các bác đấy ạ. Còn những cái phần lá trên này, lá ngọn này thì đẹp miết mát. Phải gọi là rất là đẹp luôn đấy ạ, tròn xoe luôn nhá. Có mỗi cái lá chân là em lưu ý luôn với cả nhà là lá chân 100% cây nào cũng thế, không có một cây nào lá chân đẹp nhá. Đẹp chưa cả nhà? Đều tăm tắp luôn, đúng như một đàn lợn con luôn. Em ôm thanh lý được một cái lô trầm rồng đỏ vét vườn nhá. Đây, hàng thì hiện tại là nó xuống lá toàn bộ rồi. Các bác chuẩn bị được chơi hoa chuẩn Tết luôn nhá. Hôm nay thì em sẽ chia sẻ đến các bác một cái combo 8 chậu trầm rồng đỏ như thế này với giá là 350.000, em bao ship đến tận tay cả nhà nhá. Trầm rồng đỏ thì nó chỉ có duy nhất một mặt hoa thôi ạ. Hoa thì cực kỳ thơm và bền này. Coi như là em bán cho mọi người là cái này là hàng giống đi. Coi như là cho các bác lấy giống đi. Đây, về vừa được chơi hoa này. Chơi hoa xong rồi các bác dưỡng cây. Dưỡng cây thì nó khỏe lên nhá. Đây, tình trạng cây đây. Nó đã xuống lá gần như là hết rồi cho nên là nhìn cái chậu nó hơi thưa một chút nhá, hơi thưa một chút.
Những cái dòng thân thòng này về bây giờ độ khoảng 7 ngày đến 10 ngày, mọi người chỉ phun nhẹ vào phần gốc cho em thôi nhá. Tuyệt đối đừng tưới ở phần thân. Để cho nó ra hoa kịp Tết nhá. Đó. 380.000 một combo được 8 chậu trầm rồng đỏ luôn này. Rẻ quá. Trước em bán cứ tính thân ra là 250.000 một thân nhá. Bây giờ 350.000 được tận 8 chậu. Mỗi chậu ít nhất là sẽ được 3 thân, đấy là em tính ít nhất nhá. Còn có những cái chậu được tầm 4 5 thân. Đây là em bán cho mọi người một combo nhá, một combo 8 chậu thì nó sẽ có chậu nọ chậu kia, chứ không phải là chậu nào cũng đều 4 5 thân nhá. Nó sẽ có chậu 2 thân, chậu 3 thân nhá. Đây là cái lô Vanda của nhà em này. Vanda thì hiện tại bây giờ là phần lớn là đang sưng nụ nhá. Phần lớn là đang sưng nụ. Thì hôm nay em về được hai cỡ cây, một cỡ cây nhỏ và một cỡ cây to. Thì cái hàng nhỏ như này này, em sẽ chia sẻ đến các bác một combo 3 cây với giá là 300.000 em bao ship nhá. Em có tất cả là 5 màu hoa. Màu thứ nhất này là màu đỏ cam này. Màu thứ hai là màu tím nhá. Màu thứ ba là màu xanh blue. Màu thứ tư là màu đỏ ớt. Và màu cuối này là màu hồng da beo. Các bác muốn lấy màu số mấy thì khi mà đặt hàng các bác báo em nhé. Đây hai cỡ cây này, cỡ nhỏ là 300.000 một combo 3 cây bao ship này. Còn cái cỡ to hơn thì đợt này cây nó không được thẳng lắm đâu, nó sẽ hơi cong đấy ạ. Thì đây em bán cho các bác một combo 2 cây to như thế này với giá là 390.000. 390.000 nhá. Giá này em cũng bao ship cho mọi người luôn. Mà cái hàng to này thì em không có nhiều, số lượng cực kỳ ít luôn. Chắc là được khoảng tầm 20 cây thôi đây, cây đây. Nó sẽ cong cong như thế này nhá. Toàn bộ cái giá Vanda em đều bao ship cho các bác nhá. Và cái dòng này là dòng dễ gió này, cho nên là mọi người không cần phải cho giá thẻ gì đâu, cứ để nguyên cho nó mọc tự nhiên thôi. Và Vanda này thì em luôn luôn lưu ý với các bác là dòng này lá nó rất là giòn, cho nên là 100% cây nào nó sẽ hơi bị lỗi lá một tẹo nhá. Nó bị nứt nứt lá do vận chuyển đấy các bác. Denso hoa Tết các bác nhá. Hàng hiện tại bây giờ là khoảng 80% cây đang có nụ rồi. Còn 20% những cây kia là nó đang sưng nụ nhá. Đây, hôm nay thì em chia sẻ với các bác một combo 5 chậu Denso như thế này với giá là 300.000, em bao ship đến tận tay cả nhà. Và cái bảng màu Denso hôm nay thì em có tất cả là 4 màu. Em sẽ đánh mã số từng màu một nhá. Màu số 1 này là màu vàng chanh, lưỡi trắng. Màu này là màu mới trong bảng màu nhá. Màu số 2 là màu vàng tia. Màu số 3 là màu vàng nghệ, lưỡi đỏ. Và màu cuối nó là màu vàng đỏ. Trong một combo các bác muốn lấy đủ màu thì các bác báo em, hoặc là muốn lấy một màu thì mọi người đọc cho em cái mã số ra nha, em sẽ chọn cho các bác. Và cái số thân nó còn phụ thuộc vào màu hoa. Như cái màu số 4 màu vàng đỏ ấy ạ, thì là một chậu của nó chỉ được khoảng tầm 2 đến 3 thân thôi. Đây, hàng thì thân tơ tít nhá, đẹp cực kỳ luôn ạ. Cái dòng Denso này thì em lưu ý với bác một xíu là nó là cái lá này nó tươi, nó giòn, nó rất là dễ bị dập lá, nứt lá một tẹo. Thì đây, tình trạng lá này là em cũng báo luôn mọi người là lá nó sẽ không được đẹp mướt mát 100% từ lá thân đến lá ngọn đâu nhá. Thi thoảng là sẽ xuất hiện một vài cái lá là nó sẽ hơi bị lỗ một xíu nhá. Nên là cái đấy thì cũng rất là mong các bác thông cảm. Đây, dòng này là dòng Denso lá nhựa này. Hoa cực kỳ bền nhá. Một năm nó sẽ ra mấy đợt hoa đấy ạ. Đẹp lắm. 100% thân tơ tít nhá. Em lên cho các bác một cái lô phi điệp tím mắt đỏ của nhà em nhá. Hàng thân thủ lá mít. Đẹp miên man luôn. Cái dòng này nó là cái dòng hoa chuẩn Tết nhá. Đây cho các bác xem mặt bông này. Ôi, nó dày hoa vô cùng luôn. Hoa gần như phun từ gốc đến ngọn nhá. Tím đậm luôn ạ. Này mọi người nhìn này, em zoom kỹ vào cho các bác xem này. Phi điệp này hoa cực kỳ thơm mọi người nhá. Hoa nó cực kỳ thơm. Đây ạ.
Hàng thân thủ lá mít nhá. Đẹp chưa các bác? Ôi. Bây giờ về mọi người chơi thân chơi lá cho em. Đợi đến mấy nữa Tết thì nó mới có hoa nhá. 150.000 cho một bảng. Em đi đơn từ hai bảng mọi người nhá. Và các bác lưu ý cho em này, là nó sẽ có bảng một thân và bảng hai ba thân. Nhưng bảng một thân thì thân nó sẽ to và nó dài này. Và bảng hai thân này, thân nó nhỏ hơn nhá. Nhỏ hơn và ngắn hơn đây này. Tầm này mầm gốc nó cũng đang lên rất là nhiều luôn. Mọi người nhìn cho em này. Đây này, mầm gốc đang lên này. Đó, đây nhá. Mầm gốc này. Khỏe vô cùng luôn này. Lưu ý với các bác một chút này, thi thoảng nó sẽ xuất hiện cái tình trạng vàng lá như này nhá. Đây, vàng lá này là không phải vàng bệnh đâu, mà là nó là vàng xuống lá. Vì là hiện tại là sẽ có một vài cái ngọn là nó đã thắt ngọn rồi, một vài thân nó đã thắt ngọn rồi thì nó sẽ bắt đầu xuất hiện cái tình trạng vàng vàng lá xuống lá để trở hoa nhá. Đó, như cái dòng này thì về bây giờ các bác chỉ việc ngoặc móc treo lên chơi thôi. Tầm tháng 10, từ tháng 10 dương, cuối tháng 10 dương các bác cắt nước cho em nhé, để cho hoa nó ra chuẩn Tết. Đó, 150 một bảng, em đi đơn từ hai bảng nhé. Mãn Thiên Hồng hoa nở chuẩn Tết các bác nhé. Mãn Thiên Hồng của nhà em nó là cái cốc hai ngồng hoa. Đây, dòng này nó là cái dòng hoa phân nhánh, hoa cực kỳ bền luôn. Các bác chơi hoa tầm 4-5 tháng cho em. Và Mãn Thiên Hồng này nó chỉ có duy nhất một màu hoa, nó là cái màu hồng tím nhé. Đẹp cực kỳ luôn ạ. Dòng hoa phân nhánh này. Đây các bác nhìn cho em này, những cái tay hoa này nó đang bắt đầu nó phân phân ra rồi nhá. Hôm nay thì em sẽ chia sẻ đến các bác một combo 5 cốc Mãn Thiên Hồng như thế này với giá là 380.000 em bao ship nhá. 5 cốc mọi người nhá. 5 cốc mà có 380.000 tính ra là có hơn 70.000 một cốc thôi. Rẻ hơn giá thị trường 10.000 một cốc đấy. Mà em lại còn bao ship nữa nhá. Đó. Một cốc này của nó được hai vòi hoa nhá. Và cái dòng Mãn Thiên Hồng này nó là cốc 2.8 nhá. Size 2.8, nó không có size to hơn nữa đâu ạ. Chỉ có duy nhất một size này thôi. Đẹp cực kỳ luôn. Đây như cái này này, thì cái ngồng này nó còn hơi ngắn một xíu nhá. Hơi ngắn nhá. Hai ngồng đấy ạ. Cốc nào cũng là hai ngồng, 100% là hai ngồng hết nhá. Không có cốc nào một ngồng đâu các bác nhá. Đây, cái nụ như thế này này là nó sẽ nở chuẩn Tết 100% luôn các bác nhá. Nhạn VIP 4N hôm nay em lên giá thanh lý cho các bác nhá. Đây mọi người ơi, hàng về nó hơi bị lỗ một tẹo cho nên hôm nay em xả nhanh cho mọi người một combo hai cây này với giá là 390.000 em bao ship cho các bác. Là nó sẽ hơi bị lỗ một tẹo các bác nhá. Đây này, có thể là nó hơi bị nứt lá một chút, hoặc là nó có những cái vết xước do những cái dây treo này này nó cứa vào thì nó hơi bị gọi là hơi xước xước lá một tẹo thôi. Đây còn tình trạng cây đây, nó cũng tương đối nhá. Những cái hàng này mọi người về bóc ra ghép lũa cũng được, không sợ ảnh hưởng đến rễ đâu. Trung bình một cây, em đếm luôn cho các bác trung bình một cây cho được bao nhiêu cặp lá nhá. Đôi, 4, 6, 7. Nó cứ được tầm từ 7 cặp lá đổ lên ạ. Đây tình trạng lá này, nó hơi lỗ một tẹo các bác nhớ. Chứ nếu mà hàng nó đẹp, mướt mát, miên man, không có một vết lỗi nào thì em đang bán là 250.000 một cây đấy ạ. Đây, gọi là lỗi này lỗi không đáng kể. Em cho mọi người xem mặt hoa của nó nhé. Nhạn Thái này thì hoa của nó siêu thơm rồi ạ. Hoa cực kỳ thơm luôn và rất là bền hoa các bác nhé. Đây mặt bông của nó này, vàng, tím, trắng và hơi có một chút gân gân đỏ nhé. Dòng nhạn này nó là dòng nhạn Thái cho nên là hoa của nó sẽ nở rải rác bắt đầu từ cuối tháng 4 đến tầm tháng 10 dương. Và mỗi một đợt hoa thì nó sẽ kéo dài tầm 1 tháng đến 1 tháng rưỡi. Nó phụ thuộc vào cái khí hậu thời tiết nữa các bác nhé. Thơm lắm. Dòng này thì cực kỳ thơm luôn ạ. Đây, cây đây, cho các bác chiêm ngưỡng lại một lần nữa này. Các bác nào mà lấy số lượng nhiều thì em sẽ báo giá tốt cho mọi người nhé.